Bộ Công Thương đang đặt mục tiêu đến cuối năm 2017 nâng số dịch vụ công trực tuyến của Bộ từ 155 lên 177, chiếm 39% các thủ tục hành chính hiện có của Bộ Công Thương. Tại hội nghị lấy ý kiến tổ chức cá nhân về quy định thủ tục hành chính ngành công thương vừa được tổ chức mới đây, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Công Thương cho biết, kể từ hội nghị lấy ý kiến tổ chức cá nhân về quy định thủ tục hành chính năm 2016, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã chủ trì nhiều cuộc họp bàn về việc cải cách các quy định thủ tục hành chính của ngành. Qua đó, năm 2017, Bộ đưa ra mục tiêu cắt giảm và đơn giản hóa 123 thủ tục hành chính thuộc 17 lĩnh vực quản lý nhà nước, ngành công thương tại 40 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 9 nghị định, 1 quyết định thủ tướng, 2 thông tư liên tịch và 28 thông tư. Tính đến thời điểm hiện tại, thì Bộ Công Thương đã thực hiện đơn giản hóa được 56 thủ tục hành chính trong số 452 thủ tục hành chính và số còn lại sẽ được hoàn thành vào cuối năm 2017.